Thật là không nghe được gì luôn mọi người. Tại vì khi mà mọi người lên cái dòng tua cao á thì nó sẽ đóng mở cái van mô. Đây là góc lãi của cá voi 2024 nha. Của cá mập 2017 sẽ được. Từ 2020 cho tới 2023 vừa rồi mình bán là con nào cũng bị cắt mất cái phần này. Hello mọi người, năm mới vui vẻ nha mọi người ơi. Hôm nay Vương Hay Moto trở lại với lại một bé cá voi đời 2024. Mới lăn bánh chỉ có 1 tháng. Thì sau 1 tháng sử dụng thì con này lên được 2000 mấy km. Là Tết đó nha mọi người, là chỉ chạy vòng Sài Gòn thôi, là không có đi ngoài tỉnh nha. Mà lên 2000 mấy km thì mình coi cái chất xe của con 2000 mấy km rồi sau 1 tháng sử dụng nó sẽ như thế nào nha. Có thể là anh em sẽ hơi bất ngờ đó. Đây là con Bimdux S1000RR màu mới 2024 nha mọi người. Đăng ký là đầu năm 2024 là tháng 1 đó mọi người. Tới bây giờ là tháng 2 và ngày 14 ha. Tính ra là khoảng hơn 1 tháng xíu rồi. Hơn 1 tháng chút xíu mà mọi người nhìn cái xe nè mọi người. Mình đưa sơ qua cho mọi người đánh giá nha. Đây, để trước. Hộp đồ không chạy ha. Và két nước. Bảo vệ két nhớt. Rồi, tiếp theo. Nhìn cái dàn chân nè mọi người. Giả mang được chứ. Cái này, xe này là của một em trai Việt Kiều về nước chơi ha. Tranh thủ những cái ngày ở Việt Nam để tận hưởng cái xe mình mua ha. Mua xe mới mà. Cứ thế là vô lại lắp đồ, lắp lại trong hãng luôn nha. Không mua đồ ở ngoài tại vì có sẵn rồi mọi người. Là gắn thêm cái bô ha. Bô Arabic GP. Con này em ấy mua trong hãng là đâu đó khoảng 28 giây nha mọi người. Thì sẽ cao hơn ngoài chút xíu. Chống đổ nè. Ha, Evotech. Bảo vệ lốc máy. Bảo vệ ốp máy GP Racing ha. Rồi, chống đổ phục trước, chống đổ phục sau và nâng gấp cũng là Evotech nha. Thì cái dàn đây, những cái dàn mà nãy giờ mình nói á, em trai mua là trong hãng là 49.900.000, coi như là 50 triệu nha. Và em trai đã mua thêm cái này bên mình nè, cái lai test nè, bảo vệ tay thắng với lại cái bát này nữa thêm 9 triệu nữa, em trai nhờ mình đặt giùm thôi nha. Rồi, mình trở lại với con này, một con xe mới mua 1 tháng và về bào như chưa được bào luôn nha mọi người. Đó, mọi người nhìn cái chiếc xe nè. Nhìn mà mình thấy tội nghiệp luôn. Mình nói ủa sao không chịu vệ sinh xe, không có chịu rửa xe gì hết. Nói không anh Cang ơi, bây giờ em không còn thời gian nữa rồi. Em tranh thủ em mua cái xe là về em để em chơi, để em chạy thôi. Thì để em tận hưởng hết những cái ngày ở Việt Nam. Nói trời thôi em ơi, ngày mai á đem cái xe này đi. Bây giờ để cái xe này cho anh đi, ngày mai anh rửa lấy rồi anh tặng cho em một cái suất là rửa dọn full. Coi như là rửa dầu lại hết cho em đấy nha. Mọi người nhìn lại một phần nữa nè. Nhìn cái xe 2000 cây, 1 tháng sử dụng. Cái màu đẹp giả mang luôn. Màu rất là đẹp mọi người, lì. Rất là phê ha. Có bị dấp ngã một bên này nha. Rồi mình sẽ quay cái đó cho mọi người coi sau. Đây, ở bộ sơn đục dĩa. Cái bộ dĩa nó còn bén luôn nha mọi người. Bén có điều là thời dơ. Khi thời dơ vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái hệ điều hành của xe ha. Quýt ship, đá bọc ha. Nãy mình chạy thử con này rồi. Rất là phê ha. Mặc dù là cây bô thì chưa có gỡ bầu á, nó sẽ hơi chán chút xíu, nó sẽ có một xíu hơi nhạt chán nha. Mâm dơ quá trời dơ rồi. Thì con này đời này nó là đi mâm 7 cây HB ha mọi người. À mình xin lỗi, mâm M 7 cây. Khác cái mâm HB chút xíu, mâm HB này, mâm con này. Đây, đây là mâm HB. Cái mâm HB nó sẽ đẹp hơn chút xíu nha. Rồi trở lại với bé này, hồi nãy mình có nói là cái phần bô với lại bầu. Bô GP mà đi bầu với lại cổ thiên. Âm thanh mình nói thật ra là nó nghe rất là khó chịu. Nó giống như bị nghẹt mũi vậy đó. Thà là đi bô zin luôn, là nó không nghe tiếng gì luôn. Còn cái này nó đúng là giống như nghẹt mũi. Thì tại do cái thời gian em ấy bô thì nó ngay Tết. Âm thanh nó giống như bị nghẹt mũi nha mọi người. Thứ nhất là vì cái bầu, khi mà ra cổ bô tới phút này thì nó sẽ xử lý nè. Và nó vô tới cái bầu này nữa, nó xử lý thêm lần nữa. Để cho cái âm thanh nó ra, nó sẽ giảm cái tiếng ồn và cái khí thải cách là gọi như là giới hạn nhất luôn nha. Nó có thêm một cái phần này nữa. Khi mà ra tới đây rồi thì khi mà mọi người lên dòng tua cao á, nó sẽ limit trong tùy vào cái chế độ lái. Thì cái này nó sẽ mở ra nè, nó đóng mở ha. Thì bình thường là nó sẽ mở hết, nhưng mà tới cái dòng tua đó nó sẽ ngắt ha, để cho nó đạt cái tiêu chuẩn Euro. Thì khi mà gắn cái bô Arabic này vô á thì cái hơi nó thoát quá nhiều mọi người. Nó nghe thì lúc đầu nới đề lên thì nó nghe cũng ok đó, nhưng mà lúc mọi người nẹt lên á thì nó như nghẹt mũi. Thì hồi nữa mình sẽ để dành tới khúc cuối mình sẽ nẹt cho mọi người nghe thử nha. Đó, vì cái phương án mà cái bô này muốn nghe hay và tiết kiệm nhất
thì chỉ có một cách duy nhất dễ nhất là mình sẽ cắt nè, cắt cái phần bầu này ra ha, có hai ống ha, từ bốn máy vô sẽ bốn ống xả ha, bốn cái ống nối nè, nó về cái cục xử lý nè, thì mình có thể nối từ cái cục xử lý này ra luôn, hoặc là mình nối từ trực tiếp từ cục này luôn mình ra đây, hai ống nó ra thành một ống và nó lên tới bô này nha. Thì nghe là hay nhất thì mình có thể phương án là mình lựa chất liệu titan, thì vừa nghe hay và nó sẽ hạn chế cái độ nóng nha, chứ hiện tại đang đi cái màu zin này á cực kỳ nóng luôn mọi người. Phương án nó làm là nó đâu đó khoảng vài triệu thôi, thì offer của em trai là đang muốn bán cái xe này lại cho mình, thì để em trai nó đang đổi một con xe Ducati bên mình ha, thì mình cũng sẽ đang cân đo đong đếm, tại vì em mới mua mới thì ra giấy đâu đó gần 1 tỷ đồng con này cho mọi người, ra giấy gần 1 tỷ đồng với một con biển số đăng ký ở tỉnh đây 60AG00013. Thì cái con biển tỉnh này á, nó đã tỉnh rồi nhưng mà nó còn ở huyện đó mọi người. Thì lúc em trai mua ra giấy luôn là 990, ra giấy vô đồ luôn, đâu đó hơn 1 tỷ xíu. Thì bây giờ mà về thành phố á, con này mình mua mình phải cân đối về cái phần thuế đó nha mọi người. Tại vì nó ở huyện, ví dụ như đăng ký về Cần Thơ đi, hoặc là Vũng Tàu đi, thành phố Vũng Tàu đi, mọi người đóng đến 5% rồi. 5% thì đâu đó nó phải 50 triệu nha mọi người, 50 triệu. Tại vì xe ba rem thuế có thể là nó sẽ thấp hơn chút xíu, được xe cũ thì nó tính thuế họ tính khoảng 900 mấy đi, 1 tỷ đi, thì cứ tính là 1 tỷ đi, thì nó 5% nó ra là khoảng 50 triệu nha. Thật là giả mang, nên mình sẽ cân đối cái giá nó hợp lý nhất. Còn trước mắt đó thì mình em trai rất là dễ thương, thì mình tặng cho em trai cái gói gọi là rửa xe cũng như là bảo dưỡng lại cho em đó. Chứ mình thấy em ấy rất là nhiệt tình, rất là đàng hoàng luôn ha. Còn về cái giá cả thì cũng phải hợp lý cho đôi bên, vì khi mà mình em mua mỗi con xe vào á, không những là cái xe nó phải ok, phải ngon, mà cái giá nó cũng phải hợp lý nữa. Vì nếu mà mình mua cái xe mà nó không, cái giá nó quá cao đi, thì mình về mình thứ nhất là mình không thể bán được, hoặc là mình bán được rồi và lúc mà anh em quay đầu á, thì mình mua lại cái giá nó thấp quá, thì nó sẽ ảnh hưởng tới thương hiệu và cũng như là uy tín ha, cũng như là cái chính sách của bên mình. Đó là cái những một cái mình chia sẻ hôm nay ha. Rồi cái này mình nói ngã đó mọi người, đây bị trượt chân nha. Em ấy nói là lùi, lúc mà mới lấy xe về không có biết á, không biết cái thế á. Mình có hướng dẫn vài cái trên mạng rồi, thì hôm đó em ấy đang lùi xíu thì nó bị ngã xuống mọi người, đổ xuống, thì em lấy cái chân em ấy đỡ nha, đỡ luôn, là hên là xe nó không bị dập xuống. Nhưng mà em ấy khi mà đỡ lên thì em lấy cái chân ra thì cho xe nằm luôn, chứ không thể nào mà dựng nổi cái xe lên, cái thế không để nó dựng lên nổi ha. Thì nó bị chạy ở đây nè mọi người, chạy cái chống nổi một test à, và nó bị lém vô phía ngay cái dàn áo nè, đây giờ đây nhìn đây đó, mình thấy không đó, bị dính xíu ngay dàn áo nè. Cái tay thắng thì không bị gì hết, nó có cái bảo vệ tay thắng rồi, bữa nay test mình không bị vô tới đây. Đấy là một số vấn đề mà mình nói về cái con này. Một con xe đẹp, một cái con xe mới, một cái con xe chỉ mới lăn bánh 2.000 km thôi, trong vòng 2 tháng mà lăn bánh 2.000 km thì cũng khá kinh đấy. Tại vì em ấy chỉ đi trong thành phố thôi nha, mà đi trong thành phố mà bào cái xe này thì thật ra là không biết bảo dưỡng thì cũng hơi uổng cái xe, đúng không mọi người? Chưa hết rồi đây luôn, dạ mang. Chế độ dynamic nha mọi người. Hồi nãy tới là set chế độ Brake, mình có nói là chế độ Brake này nó hơi nguy hiểm. Nếu mà đi trong thành phố em chạy không quen á, nhất là đèn xanh đèn đỏ đi qua mà lỡ mà thắng lại không kịp đi, cả là một vấn đề nha mọi người. Lộn mèo liền, tại vì traction control lúc này á, khi để Brake này á, traction control nó về low luôn mọi người. Nó không phải là medium nữa mà nó low luôn, là nó không có luôn mọi người, chỉ cần nhấp khoảng 20% cái thắng xe thôi. Mình nói thật là nó chỉ có lộn nhào thôi, rất là nguy hiểm nha. Mọi người lưu ý này nha. Thì cái cách mà set mod rất là đơn giản, tại bấm như đây. Mọi người lưu ý cho những anh em nào mà mới vừa chơi mà chạy mượn xe thì cứ set về chế độ Grand ha, Grand cho mình, hoặc là Pro. Cái này là mình chia sẻ thật sự luôn nha, nếu mà anh em mà cứ thấy trên mạng mà cứ thấy là cứ để vô chế độ mạnh nhất mà cứ để nẹt vô để chạy cho nó sướng á, khi mà xảy ra sự việc á, nó là một cái vấn đề không thể nói trước được nha mọi người, có thể là mất mạng như chơi nha, mất mạng như chơi luôn. Cái này là cái câu chuyện mới vừa xảy ra và mình chia sẻ từ ở cái clip cá mập trước nha. Anh em quan tâm thì có thể vô cái clip đó trước cho mình coi ha. Mình chia sẻ rất là thật và có sao mình nói như vậy thôi ha. Và bây giờ chúng mình sẽ xin phép là đề máy cho anh em nghe thử ở cây bô Aerobic GP, cổ bô zin, bầu zin ha. Chưa ngắt đóng mở banh bô luôn và để chế độ Pro nha. Nó bị limited, mọi người thấy không? Thank you.
Thật sự là không nghe được gì luôn mọi người. Tại vì khi mà mọi người lên cái dòng tua cao á thì nó sẽ đóng ở cái van bô, nó ngắt một phần nó đi luôn. Nó cho ra cái ống nhỏ xíu mà nên đâm ra là mình sẽ không nghe được gì đâu mọi người. Rất lộn khi mà gắn cái bộ Anorubic TV này mà vô cái bộ tin á, nó không cũng công năng và thật ra là thà vậy mình để bộ tin luôn sẽ thấy nó hợp lý hơn nha. Rồi mình lùi ra đây cho mọi người so sánh với lại cái con cá mập bóp của mình đời cũ và đời mới. Cả hai xe đều mới về. Một con xe thì lăn bánh được tới giờ là năm thứ 7 á mọi người. Con này là 7 năm rồi nha. Từ 2017 tới giờ 2024 rồi ha. Con này mình cũng mới vừa mua, cũng chưa có gọi là spa, cũng chưa có gọi là rửa dọn gì hết. Giày xước rồi còn đầy đủ hết luôn. Và con này là 2024 mới lăn bánh được 1 tháng rưỡi ha mọi người. Chạy 2000 km ha. Thì quan trọng là cái người chủ xe giữ xe như thế nào thôi. Cái xe giá trị cao, cái con đứa con tinh thần của mình, với con phục vụ mình an toàn. Và cái thứ thì mọi người nên giữ xe thật là kỹ ha. Thì mình sẽ kiểm tra xe nhông dĩa và cũng các thứ mình spa lại, vệ sinh lại xe cho em. Chăm sóc khách thật kỹ thì hy vọng khách bán xe cho mình hay là không bán xe cho mình thì cái vấn đề đó là cái duyên nữa. Còn nếu mà mua được hay không mua được thì cũng còn rất là nhiều sản phẩm khác ha. Có thể là sau này em trai về có thể là ủng hộ mình lại con xe khác. Tại vì thuận mua vừa bán mà mọi người. Rồi, mời mọi người coi lại một lần nữa nha. Cá mập Sport và cá boy Sport ha. Cả hai là S1000RR. Một con là đời mới, một con là đời cũ. Đây, anh em post con nào thì cứ comment ở dưới cho mình nha. Theo mình thì mình thấy cái màu của con cá mới nó sẽ đẹp hơn ha. Nhưng cái đặc trưng của cái mập và mắt lé này nó vẫn là một cái gì đó hằng sâu vào tiềm thức của anh em chơi xe sau này nha. Thì mình nghĩ sau này một thời gian nữa thì anh em nhìn quen rồi thì nó sẽ nhìn con này nó sẽ thấy hợp lý hơn. Tại vì nó sẽ cái gì nó cũng sẽ cũ đi mà mọi người. Góc lái, đây là góc lái của cá voi 2024 nha. Rồi đây là góc lái của cá mập 2017 xe Đức. À quên, mình chia sẻ thêm xíu. Con này thì nó có sửa ấm tay lái luôn mọi người. Có thể nó là bản full ha. Để tùy vào cái lô nhập về của Thaco nhập về nha. Con này có sửa ấm tay lái luôn. Cái option này những cái xe trước mình quay và những cái xe vừa rồi mình bán thì chưa có con nào mà có cái sửa ấm tay lái này nha. Thì có thể là tùy vào cái lô mà về ha mọi người. Con này không có cắt mất cái sửa ấm tay lái nha. Cruise control thì chắc chắn là có ha. Chỉ có những cái con cá mập á từ 29 độ xuống 25 tới 29 thì nó đều có sửa ấm tay lái và cruise control ha. Không bị cắt. Còn cá voi thì từ 2020 cho tới 2023 vừa rồi mình bán là con nào cũng bị cắt mất cái phần này. Có thể là do offer của hãng ký hoặc là cái lô xe về thôi ha. Rồi clip hôm nay chắc mình xin phép kết thúc tại đây ha. Thì quay nhanh cho anh em coi những cái ngày đầu năm, những cái hoạt động đầu năm của Vương Game Moto hoạt động ra như thế nào. Và thông báo anh em luôn, bé này sáng nay vừa chốt rồi nha mọi người. Làm một cái clip gì đó để review sâu về nó. Nhưng mà không sao, mình sẽ bổ sung sau. Sáng nay mùng 5 thì anh trai ở dưới Đồng Nai đã chạy lên và chốt con này ha. Chị vợ tặng quà Valentine cho chồng bằng con S1000RR 27, quá tuyệt vời phải không mọi người. Cửa hàng mình vẫn chưa mở cửa luôn nha. Đây mấy anh em đang ngồi chơi, chưa mở cửa luôn. Và đường xá Sài Gòn vẫn còn rất là vắng. Thì anh em ở tỉnh chưa lên hết ha. Rồi cảm ơn mọi người, chúc mọi người một năm mới thật nhiều bình an, vạn sự như ý và phát tài phát lộc nha. Có cần mua bán xe gì đó thì nhắn cho Vương Thiện Mô Tô. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trân trọng. Thank you.